Thì về mẫu người mà Huy đang tìm đến là cũng là dịu dàng, có một chút dịu dàng, êm ái và biết chăm sóc gia đình. Và điều quan trọng nhất là phải biết đồng cảm và chia sẻ với nhau trong mọi hoàn cảnh. Chào mọi người, mình tên là Trần Quốc Huy, năm nay mình 27 tuổi. Hiện tại mình làm nhân viên kinh doanh cho một hãng xe hơi cao cấp tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình đi đến chương trình chân ái này cũng là vì lý do mình tìm cho mình một cái nửa trái tim còn lại của mình. Cùng đi đến với chương trình thì cũng có hai bạn, người bạn cũng rất là thân. Chắc là mọi người cũng biết tới, đây là bạn Jay Quân và Trúng Huỳnh Thanh. Cũng rất là thân thiết với Gia Huy, cùng với Huy trong ở trong thành phố Hồ Chí Minh này. Đầu tiên thì xin chào quý vị khán giả, mình là Trí Quân và vợ mình là Trung Huyền Thanh. Hôm nay tới đây thì hai vợ chồng mình nhiều khi còn áp lực hơn Huy nữa cơ. Bởi vì trước khi ta tới với chương trình thì Huy có nhắn tin, có gọi điện và thậm chí là rủ hai vợ chồng đi ăn để giống như là xin những đóng góp, những cái động lực, những cái lời khuyên để lấy niềm tin tham gia vào chương trình. Thì hai vợ chồng cũng rất là ủng hộ Huy tham gia chương trình này và sẽ cố gắng hết sức để thay Huy, chọn cho Huy một cái người phụ nữ mà phù hợp với Huy. Bởi vì mình có một thời gian chơi với Huy cũng khá là lâu và khá là hiểu tính của Huy. Thì Huy là một con người rất là hiền, rất là thật thà và nhiệt tình. Và trong công việc thì cực kỳ giống như là nghiêm túc. Mình nghĩ là đây là một cái mẫu người mà rất nhiều người con gái thích. Và điều quan trọng nhất khi mà mình bước lên sân khấu ấy, thì anh phải thật là tự tin này. Và hy vọng và chúc cho anh Huy ngày hôm nay sẽ tìm được chân ái của đời mình nhé. Thì về mẫu người mà Huy đang tìm đến là cũng là dịu dàng, có một chút dịu dàng, êm ái và biết chăm sóc gia đình. Và điều quan trọng nhất là phải biết đồng cảm và chia sẻ với nhau trong mọi hoàn cảnh. Nếu như mình gặp một người giống như tính cách của mình vừa nói ra thì mình sẽ mời, sau chương trình này kết thúc thì mình sẽ mời người đó dùng một bữa tối và nói chuyện với nhau nhiều hơn để hiểu nhau thêm. Nếu như mình gặp một người phù hợp với mình thì mình sẽ chủ động đi tới và nói cô ấy rằng sau buổi chương trình này thì có thể mời em đi ăn một bữa tối lãng mạn và ngọt ngào được không? Anh sẽ trao cho cô ấy một cái ôm để mà có một cái niềm tin về cái sự mà tôn trọng và tình yêu thương của đời của ai để với cô ấy là sự thật. Bạn thấy thế nào con có đúng không? Đấy cũng hợp lý, nhưng mà có một lời khuyên là ở đây á, đây là không gian của nhỏ, là cô ấy là sẽ bị khớp với nhà, thì là cố gắng hài lòng.